Hello và hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Dũng Lockmango đây. Ok các bạn ơi, chào mừng các bạn đã đến với kênh của người đẹp trai nha. Rồi ok, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với mình sẽ chơi một mini game mới trong Lockmango và mini game này có thể nói là mới tanh luôn các bạn. Có tên là King Miner, vua đào mỏ đó các bạn ơi. Rồi ok, chắc là bây giờ không dài dòng nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá game này nha. Và trước khi bắt đầu vào video, nếu như các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để mà mình có động lực làm tiếp nào. Còn bây giờ thì vào video thôi các bạn ơi. Thì hiện tại là mình đang đứng ở sảnh của cái game này nè mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá thử nha. Game này mới ra mắt luôn á mọi người. Ok thì mình vô mình chơi thử xem như thế nào. Ở đây là cái gì đây? Ấy da, cái này là shop bán nguyên liệu hả? À, đây là shop bán nguyên liệu nha các bạn. Ồ, anh này nhìn đẹp quá ta. Wow, anh này nhìn đẹp đấy. Rồi ok, ở đây có NPC nhiệm vụ nè. Nhưng mà tại sao mình không lít được vô đây ta? Rồi, chắc là không được rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình qua bên đây thử coi, shop bán trang bị. Ồ, có cái áo choàng, găng tay, giáp. Ồ, không biết là vua đào mỏ thì nó có cái gì ha các bạn. Còn cái này là gì? À, sản phẩm trên chợ đen. Wow, what the hell. À, mình nghĩ là cái sản phẩm này là giữa người với người bán với nhau á mọi người ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bên đây coi cái này là cái gì đây. Wow, game này game mới nha các bạn ơi. Bây giờ khám phá thử coi. Ủ là la, có những cái khu nè. Mình nghĩ là từng cái khu này là từng cái khu mai riêng hay sao ấy. Rồi vô thử coi. Ô, oh, sắt nè. Oh, mới đầu game thì mình được một cây cúp và một cây quìu các bạn. Ủa là thanh niên chặt sắt rồi các bạn ơi. Đâu để mình đào thử coi. À đây rồi, chỉ cần lít vào nha các bạn, chứ không cần đè hay gì cả. Lít vào thôi là nó tự đào cho mình. Đâu mình đào thử cái này coi. À, cái này không được các bạn ơi. Mình phải kiếm những cái như là cái này nè các bạn. Rồi sau đó mình đào nè. Rồi mình sẽ tới gần và lít vào nha các bạn. À, tới gần và lít vào thì chúng ta mới được đào nha. Rồi rồi rồi, thêm một cục nữa. Nào nhận cái này cái coi. Ok rồi, mình sẽ lít. Ôi ơi, sao kỳ vậy? Lúc lít được lúc không được. À đây coi. Có lẽ cái cảm ứng của mình nhạy quá mọi người, thành ra là lít được và lít không được á mọi người. Nãy giờ là mình đào được 3 viên rồi mọi người. Rồi ấy. À rồi rồi rồi, bây giờ để mình coi cử cái kho đồ mình coi. Rồi để nó đào cái nha mọi người. Rồi được thêm một xác rồi. À, sao tôi không mở được kho đồ tôi ta? Rồi có vẻ kho đồ không bấm được rồi. Đâu để mình coi thử mấy cái chức năng là cái gì đây. Upgrade hả? Cái này là cái gì? Ôi không biết nữa các bạn ơi. Rồi cái thứ hai coi. À, cái này là làm gì đây, làm giáp hả? À đây rồi các bạn, có những cái nguyên liệu nè, chúng ta sẽ cần sắt nè, đồng nè hay sao nè. Rồi sau đó cái cây nữa các bạn, để tạo ra một cái bộ áo giáp mọi người ơi. Thì đây là game mà kiểu đi mai, đi đào đồ. Nếu mà các bạn biết cái game thể loại này thì chắc các bạn cũng biết nó chơi như thế nào rồi ha. Rồi tuy nhiên là mình không thấy là sao tự nhiên có giáp là sao ta, mình không hiểu lắm. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô cái, à đây rồi, đây mới là kho đồ. Tôi tưởng là nhấn vô cái ba lô ở dưới chứ. À, ở đây thì mình có cấp bậc nè. Ô, bạn đã sẵn sàng update ID card với giá 20.000 bê. 20.000 bê, làm sao để có bê? Rồi, bây giờ mình coi thử coi. Chào mừng bạn đến với King Miner. Bạn có thể trải nghiệm một công việc thu nhập. Đây là hai công cụ. Rồi bây giờ chúng ta có thể thu thập gỗ. Ô, nó dẫn mình đi đâu nè? Đâu thử coi. Dắt mình đi đâu ta, ở đây làm gì có đường. Rồi, à mình phải về các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ thử nhiệm vụ nha. Còn cái bảng này là bảng điểm danh nè. À, điểm danh mỗi ngày. Mỗi ngày. Ok, điểm danh 7 ngày thì chúng ta sẽ được một cái nón. Và điểm danh cái gì đó tuốt dưới đây là được một cái áo choàng nè. Wow, có cả sự kiện điểm danh các thứ nha các bạn. Để bây giờ mình về rồi sau đó mình chặt gỗ coi như thế nào coi. À đây rồi, ở đây có một cái đường nè. Cái này là gì đây? Natuge hả? Thiên nhiên hả? Ok, và chặt gỗ thử coi. À, thanh niên đồ đẹp quá ta. Này, nói chung là mấy thanh niên này đồ sao bằng mình đúng không anh em? Rồi, một cây rồi. Bây giờ mình cần chặt tới 3 cây nữa các bạn ơi. Rồi, 3 cây đúng không? Chặt tiếp nào.
Còn cái cúp là cái gì ta? Để mình coi thử coi cái cúp vàng này là gì. Cái cúp vàng, à cái này là đăng nhập. Còn cái nhà này, à nhà là chắc là quay về đó các bạn. Cây con, cây con, cây con. Còn hai cái nữa mọi người ơi. Rồi, mình sẽ chặt cái cây này rồi sau đó mình qua bên kia chặt cái nữa. Để coi là cái nhiệm vụ đầu tiên thì nó có cho phần thưởng gì không nha. Và mình vẫn thắc mắc là tại sao nó lại có giáp ở đây. Hay là có PVP. Rồi, lấy cây luôn. Ok. Xong. Đến các tài nguyên. À cái gì đây? Đến loại tài nguyên thứ hai là khoáng sản. Bạn có thể đến khu mỏ để thu thập các nguyên liệu cần thiết. Yes sir. Ôi ôi, giờ phải bắt mình lấy thêm 5 sắt nữa. Rồi, bây giờ mình vô chợ thử coi để mình coi thử coi mình có bán được đồ không nha các bạn. Rồi, để coi thôi. Hồi nãy là tôi mai được 5 cái cây nè, rồi 5 sắt nè. Rồi đâu rồi, sóc nguyên liệu đây đúng không? Ok la luôn. À, ở đây thì chúng ta sẽ bán đúng không? Còn cái water này là cái gì đây? Một viên là tới 50 lượng mọi người. Rồi mình thử bán coi. À, mình bán một cái coi. Ơ, à, bán chưa ta? Thôi mình bán 4 cái đi nha các bạn. Kệ đi, 4 cái luôn. À, phải nhập số đồ nữa. Ok, nhập 4 nè. Bán. À, lên tiền nha các bạn, lên tiền 550 nè. Rồi bây giờ phải đi đào đá nữa mọi người ơi. Đây là nút chế tạo trang bị. Khi đã đầy đủ các trang bị cần thiết thì chế tạo tại đây. Mỗi trang bị sẽ có công thức riêng khác nhau và bạn có thể xem trước. Ây da. Đâu rồi, à nó bắt mình chế một cái giày các bạn ơi. Một cái giày hả? Để mình coi thử coi cái giày. À, cái này chắc là giày sắt rồi. Ú là la, mới bán xong 5 cái cây luôn, bây giờ kêu chế. Ok, thật là rảnh lúa. Ok, bây giờ chắc là mình quay trở về nhà rồi sau đó mình sẽ đào 5 cái cây rồi để xem là chế tạo cái này nó như thế nào nha. Ok, và còn một cái nữa thôi là chúng ta có thể chế tạo được rồi. Nãy tôi để ý thấy thanh niên có cầm một cây rìu vàng á anh em ơi. Chặt một phát rất là nhanh luôn. Rồi, bây giờ mình chế tạo nha. Đây rồi. Ú là la luôn, một trang bị. Đây là nút nâng cấp trang bị, muốn tốc độ đào nhanh hơn thì nâng cấp. À, đâu rồi? À đây hả? Ok, vậy là mình cần phải có thêm 2 cục voucher nữa thì mới có thể nâng cấp trang bị các bạn. Thì cái voucher này thì chúng ta có thể đào cây nè để mà nhận nha các bạn. Hên xui thôi, nó sẽ có tỷ lệ đó các bạn ơi. Còn 2 cục nữa là mình nâng cấp được trang bị. Nãy giờ là mình có được thêm 2 cục nha. Ôi không nhận được nữa rồi. Để đào thêm cái nữa coi sao nào. Rồi ok, đào thêm cái hy vọng là có nha các bạn. Còn 2 viên voucher nữa. Vortex hay là ok Vortex đó các bạn. Ok mình đọc lộn. Rồi thêm một cái nữa nào. Một cái nữa thôi anh ơi. Một cái nữa thôi. Trời ơi không có anh em ơi. Không có. Rồi đào thử coi nào. Coi vận may của tôi xui hay hơn đây. Rồi game này nói chung là cũng khá là dễ luôn các bạn. Cày cuốc thôi mọi người ơi. Rồi còn một cái nữa mà không được á mới chết chứ. Rồi ok bây giờ mình sẽ đào cây này thử. Và rồi nhanh nào. Một, oh my god. Không có cái nào luôn. Rồi nói chung là tùy thôi các bạn ơi. Tỷ lệ nó cỡ tầm 30% là nó ra đó các bạn. Mình đoán là tầm 30 ấy, 30 hay 20 gì đó. Ok, là nãy giờ là chưa ra rồi đó nha. Mới ra một viên xong chưa ra nữa. Ồ, không có thiệt luôn. Số xui quá ta anh em. Có khi nào đào hết cái đống cây này được ngàn mấy ngàn tiền rồi còn chưa có viên nào không ta. Ok, hoàn thành rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ nâng cấp thử nha. Cúp level 2. À, cúp lỡ này đúng không? Nâng cấp. Ha ha. Xong. Đó. Trang bị cũng có thể lên người để tăng ít tốc độ thu học tài nguyên nè. Rồi mấy cái này nói chung là mấy này mình đã đụng rồi. Ok, vậy là mình đã có một cái cúp. À, cái cúp này nhìn vui tính quá ta. Rồi ok các bạn ơi, trong video ngày hôm nay thì mình test cho các bạn về cái game King Miner, vua đào mỏ. Anh em nào có thể vô chơi cùng với mình nha. Rồi ok, có lẽ bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây. Cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Nếu như các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để mà mình có động lực làm tiếp nha. Còn bây giờ thì bye bye và see you again. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.